Bây giờ hãy tiếp tục bài 22 tương với phần 4 bài 19 quyển 2. 第22课. Đầu tiên là từ béo, phì, thường dùng chỉ vật. Phấy. Phấy. Âm Hán Việt là phì. Khá béo, béo hơn. Bí chảo phấy. Bí chảo phấy. Từ phấy còn dùng để chỉ quần áo quá rộng. Quá béo rồi. Thải phấy lợ. Thải phấy lợ. Chiếc này quá béo rồi, chỉ quần áo. Trời chiên thải phấy lợ. Trời chiên thải phấy lợ. Bây giờ là từ gầy, cũng chỉ đồ chật, nhỏ. Sâu. Sâu. Tương đối gầy, khá gầy. Bị chào sâu. Bị chào sâu. Anh trai mình khá gầy. Hồ cơ gờ bị chào sâu. Hồ cơ gờ bị chào sâu. Quá gầy rồi. Thải sâu lợ. Thải sâu lợ. Bạn quá gầy rồi. Nì thải sâu lợ. Nì thải sâu lợ. Cái quần áo này quá nhỏ rồi. Trời chiến y phủ thải sâu lợ. Trời chiến y phủ thải sâu lợ. Nhỏ một chút, gầy một chút. Sâu y đẻ ẩr. Sâu y đẻ ẩr. Cái mà nhỏ một chút, lại nhỏ một chút, lại gầy một chút. Sâu y đẻ ẩr đờ. Sâu y đẻ ẩr đờ. Có loại gầy một chút không? Yǒu mì yǒu sâu y đẻ ẩr đờ. Yǒu mì yǒu sâu y đẻ ẩr đờ. Chiếc này quá béo rồi. Trời chiên thải phấy lợ. Trời chiên thải phấy lợ. Có cái gầy một chút hay không? Yǒu mì yǒu sâu y đẻ ẩr đờ. Yǒu mì yǒu sâu y đẻ ẩr đờ. Bây giờ là từ lại, thêm nữa. Dài. Dài. Âm Hán Việt là tái. Từ này đã học trong tạm biệt. Dài triển. Nguyên văn có nghĩa là lại gặp, hẹn gặp lại. Tương tự hay dùng từ dài để nói lại ăn một cái với nghĩa ăn thêm một cái. Dài chư ý cửa. Dài chư ý cửa. Ngồi thêm một lát. Zài zuo yi huì. Zài zuo yi huì. Đợi thêm một lát. Zài tẩng yi huì. Zài tẩng yi huì. Uống thêm một cốc. Zài hè yi bèi. Zài hè yi bèi. Thử thêm một cái, chỉ quần áo. Zài shì yī jiàn. Zài shì yī jiàn. Thử thêm một cái này. Zài shì zhè yī jiàn. Zài shì zhè yī jiàn. Hãy nhắc lại, thử một chút. Shì shì. Thử thêm một chút. Zài shì shì. Zài shì shì. Thử thêm một chút một chiếc này. Zài shì shì zhè yī jiàn. Zài shì shì zhè yī jiàn.
Bạn thử thêm một chút một chương này. 你再试试这一件。 你再试试这一件。 Hãy nhắc lại, chương này quá béo rồi, chỉ quần áo. 这件太肥了。 这件太肥了。 Có cái gầy một chút hay không? 有没有瘦一点的? 有没有瘦一点的? Bạn thử thêm một chút một chiếc này. 你再试试这一件. 你再试试这一件. Chiếc này không lớn không nhỏ, chỉ quần áo. 这件不大不小. 这件不大不小. Vừa vặn, hợp, âm Hán Việt là hợp, thích. 合适. 合. 合. 是. 是. 合适. 合适. Rất vừa vặn, rất hợp. 很合适. 很合适. Vừa hay hợp nguyên văn là chính hợp. Chẳng hợp sự. Chẳng hợp sự. Trong đó từ chẳng đã học trong chẳng giải. Cái áo phao này vừa hay hợp, vừa hay vừa vặn. Trở diện ủy rung phú chẳng hợp sự. 这件羽绒服正合适. Chiếc này không lớn không nhỏ, vừa hay hợp. 这件不大不小,正合适. 这件不大不小,正合适. Chiếc này quá béo rồi. 这件太肥了。这件太肥了。 Có cái gầy một chút hay không? 有没有瘦一点的?有没有瘦一点的? Bạn thử một chút thêm chiếc này xem. Bạn thử một chút thêm một chiếc này. 你再试试这一件. 你再试试这一件. Chiếc này không lớn không nhỏ, vừa hay hợp. 这件不大不小, 正合适. 这件不大不小, 正合适. Bây giờ là từ đẹp, dễ nhìn, nguyên văn là tốt, xem. Hảo khăn. Hảo. Khăn. Hảo khăn. Hảo khăn. Rất dễ nhìn. Hẳn hảo khăn. Hẳn hảo khăn. Màu sắc rất dễ nhìn. 颜色很好看. 颜色很好看. Hãy nhắc lại, chiếc này quá béo rồi. 这件太肥了. 这件太肥了. Có cái gầy một chút hay không? 有没有瘦一点的? 有没有瘦一点的? Bạn thử một chút thêm chiếc này.
你再试试这一件。 你再试试这一件。 Chương này không lớn không nhỏ, vừa hay hợp. 这件不大不小，正合适。这件不大不小，正合适。 Màu sắc cũng rất dễ nhìn. 颜色也很好看。 颜色也很好看. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. 一共16块5毛. Ở tầng 18 cửa 1. 住18楼一门. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh anh. Của mình rất cũ. 我的很旧. Một lọ nước hoa. 一瓶香水. Cái xanh lam. Lán đỡ. Cửa hàng. Sang tiền. Luôn ở ký túc xá. Dùng giải sủ sửa. Nhận gửi email. Show file email. Đang nghe nhạc đấy. Hãy dùng trường dài để nhấn mạnh hơn. Trường dài thinh y nhuệ nè. Môn văn hóa và môn thể dục. Vấn hóa khở hứa thí y khở. Thay mình mua mấy cái tem. Thì wǒ mái jǐ zhāng yǒu piào. Làm phiên dịch cho bọn họ. Kể tha mần tăng phan yi. Không vấn đề gì. Mấy vấn thí. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? Sơn yán sửa đờ hay sử chén yán sửa đờ? Thử một chút dĩ nhiên là được. 事实当然可以. Quá béo rồi, quá rộng rồi. Thải phấy lọ. Lại thử một chút, thử thêm một chút. 再试试. 再试试. Đẹp mắt, dễ nhìn. 好看. Có loại gầy một chút không? Có loại nhỏ một chút không? 有没有瘦一点的? Vừa hay hợp. 正合适.